Sau 2 tháng Phi Nhung ra đi, con gái ruột ra mặt thông báo tin quan trọng khiến fan khóc nghẹn. Phi Nhung đã ra đi được 2 tháng, nhưng những câu chuyện về nữ ca sĩ vẫn thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội. Khán giả tiếc thương, người thân nhớ Nhung, ai nấy đều không giấu nổi được xúc động khi nhắc về cô. Điều đáng chú ý, thay vì buồn bã quá lâu, Wendy Phạm, con gái ruột duy nhất của Phi Nhung, lại quyết định tận dụng thời gian làm điều ý nghĩa cho mẹ. Sáng ngày 29 tháng 11, Wendy Phạm sử dụng fanpage có tích xanh của Phi Nhung để thông báo tin quan trọng. Theo đó, cô chia sẻ lên YouTube chính thức của mình sử dụng, kêu gọi mọi người đăng ký, theo dõi để lắng nghe thêm những câu chuyện về người mẹ quá cố của mình. Dưới bài đăng của Wendy Phạm, khán giả đồng loạt để lại bình luận, ủng hộ nhiệt tình. Mọi người không khỏi xúc động khi nhìn thấy chiếc video nổi bật ghi lại bữa tiệc thôi nôi của con trai út Wendy Phạm. Ngày vui của gia đình nhưng lại thiếu vắng hình của Phi Nhung, khiến ai nấy đều tiếc nuối. Nữ ca sĩ ra đi khi nhiều dự định còn dang dở, trong đó đáng buồn nhất là cô chưa kịp về Mỹ thăm cháu ngoại. Trước đó hồi tháng 10 vừa qua, Wendy Phạm thông báo cùng cậu ruột, cũng là quản lý của Phi Nhung ở Mỹ, lập kênh YouTube mới để chia sẻ những câu chuyện chưa ai biết về cố ca sĩ. Chia sẻ với mọi người, con gái Phi Nhung xúc động bày tỏ, từ lúc mẹ bệnh đến khi mất, người ta đồn quá nhiều thông tin sai. Lúc mẹ khỏe thì họ đồn bị bệnh, lúc bệnh của mẹ chuyển biến tốt thì họ đồn mẹ đã mất. Vì vậy tôi làm kênh YouTube để nói tất cả sự thật từ lúc mẹ bệnh đến khi mẹ mất, từ đó quý vị khán giả hiểu hơn về mẹ tôi. Bên cạnh đó, sinh thời Phi Nhung rất thích livestream cùng con gái, nhưng Wendy Phạm lại ngại xuất hiện trước đám đông. Giờ đây mẹ đã mất, cô muốn thực hiện điều này để phần nào bù đắp cho đối phương. Wendy sẽ kể chuyện ngày xưa giữa Wendy và mẹ ra sao, Wendy lớn lên như thế nào, mẹ ở nhà hay nấu gì, hai mẹ con thích ăn gì, Wendy sẽ đến những nơi mẹ thích đi tham quan. Wendy mong khán giả sẽ có cái nhìn thật nhất về mẹ thông qua những video trên YouTube.